Chiều nay 20 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải đã đến tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Cần Giuộc. Theo đó, lãnh đạo tỉnh tặng 100 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Tập, xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lại và Long Hậu. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng trích từ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến xã Phước Lý trao tặng 50 phần quà Trung thu cho trẻ em. Quà gồm tiền mặt, lồng đèn và bánh Trung thu trị giá 500.000 đồng. Hoạt động tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp cho các em đón một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm.